Thưa quý vị, ngày hôm nay Quốc hội dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Những bất cập tồn tại cũng được thẳng thắn chỉ ra sau giám sát, đó là những sai phạm của vụ án Việt Á và hàng loạt hệ lụy đau đớn kéo theo. Nhưng quan trọng nhất là sau 3 năm chống dịch, cần rút ra kinh nghiệm gì trong quản lý, sử dụng nguồn lực để chuẩn bị tốt nhất cho những cuộc chiến chống dịch mới. 11,6 nghìn tỷ đồng đã được huy động vào quỹ. Báo cáo của đoàn giám sát do chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày cho thấy đã có những sai phạm nghiêm trọng trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch, đặc biệt là trong công tác nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành, hiệp thương giá, tổ chức sản xuất, mua bán kit test xét nghiệm COVID-19. Liên quan đến công ty cổ phần công nghiệp Việt Á và việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước cách ly tại cơ sở dân sự tự nguyện trả phí trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra. Đặc biệt, nhiều cán bộ ở trung ương và địa phương bị xử lý hình sự, đồng tình với đánh giá trong báo cáo giám sát về tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống dịch. Có đại biểu nhấn mạnh, qua đại dịch, chúng ta thấy rõ hơn lòng tham của một số người, kể cả một số người có chức quyền đã lợi dụng sự mất mát đau thương của nhân dân, của đất nước để cấu kết làm trái quy định của pháp luật, làm giàu bất chính. Nhưng ông quan tâm hơn đến những vấn đề bất cập trong thực tế giai đoạn hậu đại dịch. Chúng ta đã phòng chống dịch hiệu quả. Trong quá trình phòng chống dịch, đội ngũ, y sĩ, bác sĩ của đơn vị đã cố gắng hết sức mình, động viên nhau làm mọi cách, mọi biện pháp để có thuốc, có oxy, có sinh phẩm để cứu bệnh nhân. Vì sinh mạng con người là quý nhất, thời điểm đó, xã hội xem họ là những anh hùng áo trắng. Tuy nhiên, khi hết dịch, qua vụ án của Việt Á và các vụ án có liên quan, hình ảnh những anh hùng áo trắng không còn nữa và nhiệm vụ chiếm nhiều thời gian, tâm trí và công sức nhất của các bác sĩ, các nhà quản lý y tế là viết các báo cáo giải trình cho các cơ quan chức năng. Có những cú lừa ngoạn mục sắc như dao cắt của công ty Việt Á trong tổ chức cơ sở sản xuất test kit thật đau đớn, thật đáng lên án và sự trả giá là quá đắt, quá lớn. Tôi đồng ý ai tham ô tham nhũng, ai xà xẹo trong hoạt động phòng chống COVID thì cần phải xử lý thật nghiêm khắc. Tuy nhiên, cũng cần xem xét thật có lý, có tình, thật công bằng với những ai có sai sót, nhưng không phải vụ lợi mà vì để kịp thời chống dịch nhằm lợi ích của cộng đồng, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, của Quốc hội. Và nữa là nên chấm dứt sớm việc này để xã hội ổn định, cán bộ vững lòng thực hiện những công vụ mới. Cùng quan điểm như vậy, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng báo cáo giám sát cần bổ sung thêm vấn đề cân bằng giữa xây và chống. Tôi đồng ý là tiêu cực thì phải chống. Nhưng chúng ta đã quan tâm một cách đúng mức đến cái việc xây dựng, đến cái việc bồi bổ mà làm sao để cho ngành y tế mạnh hơn, để có thể chống dịch ngay lúc đó và về sau này hay chưa? Cái phần mà xây chúng ta làm rất chậm, nhưng chúng ta chỉ tập trung là chống thì nó làm tôi liên tưởng đến giống như một bệnh nhân thập tử nhất sinh. Như đất nước chúng ta có cơn đại dịch, nhưng mà thay vì là chúng ta phải bồi bổ để nâng cao thể trạng bệnh nhân, thì chúng ta lại chỉ tập trung đoạn chi, rồi thì cắt bỏ phần hoại tử, rồi cho dùng thuốc nặng. Thì cái kết quả chắc chắn bệnh nhân sẽ chết. Ngày xưa chiến thắng về người ta mừng công, còn chúng ta bây giờ chiến thắng về chúng ta trảm tướng và chúng ta thay tướng. Thì tôi suy ra là thất bại. Mà chưa kể là gì, với nguyên một cái hệ thống ngành y tế, thì cái số lượng cán bộ y tế phải trả giá cho cái đại dịch này là quá lớn. Tôi chỉ xin có thêm. Dịch COVID là phép thử về thực trạng của ngành y tế trong việc huy động và quản lý nguồn lực. Câu chuyện vaccine là minh chứng cho thấy những vướng mắc trong quy chế đấu thầu. Tuy nhiên, trong luật đấu thầu sửa đổi đang được thảo luận lại chưa thấy cách nào để gỡ rối. Đại biểu đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nêu câu hỏi: đến nay trong tình trạng bình thường mà các cơ sở điều trị còn thiếu thuốc, thiếu vaccine, thì không biết đến bao giờ tình trạng này mới khắc phục được. Đại dịch COVID-19 đã làm bộc lộ những hạn chế, tồn tại và yếu kém của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đây là một nội dung quan trọng được chỉ ra trong báo cáo giám sát của Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chính sách cho y tế cơ sở, y tế dự phòng như thế nào nhằm phát huy vai trò, chức năng của y tế cơ sở, y tế dự phòng? Nội dung này đã được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận trong ngày làm việc hôm nay tại hội trường. Phát biểu tại hội trường, các đại biểu đều đồng ý với báo cáo giám sát của Quốc hội. Hiện nay, cả nước có khoảng hơn 11.400 trạm y tế, xã, phường, thị trấn, thôn, bản.
những khó khăn nổi trội nhất ở các trạm y tế cấp xã vẫn là nguồn nhân lực, thu nhập, chất lượng khám chữa bệnh và cơ sở vật chất. Thực tế này làm cho phương châm y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng ngày càng teo tóp. Trạm y tế chỉ có mỗi một bác sĩ, có nơi chỉ có y sĩ, thậm chí nơi có bác sĩ lại là bác sĩ y học cổ truyền. Được trang bị máy siêu âm nhưng lại đắp chiếu chùm mền. Do không có đội ngũ y tế chuyên môn để siêu âm, điều đó dẫn đến nhiều người dân vượt tuyến khám, chịu chi phí cao, bệnh cấp cứu cũng lên tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh chứ không đến trạm y tế. Chính sách về tiền lương, phụ cấp chưa tương xứng với khối lượng, môi trường, điều kiện làm việc. Và một sinh viên đại học ngành y như hiện nay ta thấy là học thì phải đến 6 năm, với mức chi phí thì cũng khá cao, có thể là gần 200 triệu đồng một năm. Nhưng mà khi ra trường đi làm thì nhận được với cái mức lương thì khoảng trên dưới là 5 triệu đồng trong một tháng thôi. Tiền trực thì chỉ 25.000, tiền ăn thì 15.000. Phải nói rằng là cũng rất là khiêm tốn so với cái công sức mà cái đội ngũ này bỏ ra. Về vấn đề đầu tư cho trạm y tế, nhiều đại biểu cho rằng không nên cào bằng mà phải căn cứ theo tình hình thực tế tại các địa phương, các vùng miền để việc đầu tư vào y tế cơ sở không bị lãng phí. Việc phân bổ nguồn lực về trạm y tế cũng cần có đề án cụ thể, sao cho có các bác sĩ có kinh nghiệm về khám chữa bệnh tại trạm y tế theo hình thức luân chuyển để kéo người dân đến trạm y tế nhiều hơn. Chia sẻ với Quốc hội là tôi rất băn khoăn khi mà chúng ta luân chuyển bác sĩ trẻ mới ra trường về trạm y tế xã. Vì sao? Vì một bác sĩ khi ra trường muốn có kinh nghiệm mà thực hành tốt cho người bệnh ít nhất là từ 3 tới 5 năm. Tôi đề nghị là chính phủ phải có đề án luân chuyển bác sĩ có kinh nghiệm về trạm y tế xã 3 tháng hoặc 6 tháng ở bác sĩ có kinh nghiệm và xem như đây là trách nhiệm của anh đối với đồng bào, đối với đất nước, trách nhiệm chăm sóc sức khỏe người dân. Và anh đi đó là một niềm tự hào, không có việc gì mà anh không đi. Tại sao bác sĩ có kinh nghiệm không đi, bác sĩ trẻ phải đi? Mà trong khi người dân là người ta dân cần bác sĩ có kinh nghiệm. Đương nhiên chúng ta không thể nào đưa các giáo sư lớn, các thầy đầu ngành về đó thì cũng là lãng phí. Theo tôi, tăng lương, xây cơ sở đẹp, mua máy móc không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Lương không thể tăng mãi, cơ sở khang trang mà không có bệnh nhân, máy móc hiện đại mà không có ai biết sử dụng, cuối cùng là lãng phí rất lớn. Vậy làm cách nào để một hệ thống dày công xây dựng từ nhiều thế hệ đi trước không bị teo tóp và mất hoàn toàn chức năng điều trị? Theo tôi cần nên thử nghiệm mô hình mới, coi trạm y tế xã, phường là phòng khám của trung tâm y tế huyện. Các tiêu chuẩn con người là tương đương nhau cả người bệnh và nhân viên y tế. Các bác sĩ trung tâm y tế huyện sẽ có buổi khám ngoại trú cố định ở các xã phường, đặc biệt các bệnh mãn tính hay những vấn đề đơn giản có thể xử lý luôn ở trạm y tế xã phường. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là hơn 73 tuổi. Nhưng tỷ lệ người sống tốt, sống khỏe chỉ là 64 tuổi, thấp nhất trong khu vực. Điều đó có nghĩa rằng, mặc dù tuổi thọ trung bình tăng lên, nhưng chất lượng sống khỏe thì giảm xuống. Vì vậy, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần nâng cao chất lượng, chức năng và vai trò của y tế cơ sở, y tế dự phòng, lực lượng được coi là gần dân nhất. Từ đó, làm tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh thực hiện các nghiệp vụ về y tế, thì việc tuyên truyền để người dân tự chăm sóc sức khỏe, có cuộc sống lành mạnh, cũng là một nhiệm vụ quan trọng của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng thời gian tới. Thưa quý vị, tại Việt Nam có khoảng 40% người dân đến các bệnh viện khám về bệnh lý tiêu hóa và có 10% trong số này mắc bệnh phải điều trị. Thông tin được đưa ra tại lễ phát động chương trình truyền thông hưởng ứng Ngày Sức khỏe tiêu hóa với chủ đề Khỏe tiêu hóa, khỏe đề kháng do Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp với Báo Sức khỏe đời sống Bộ Y tế tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Với chủ đề Khỏe tiêu hóa, khỏe đề kháng, chương trình nhằm nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe tiêu hóa của cộng đồng, xây dựng thói quen tốt để chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe mạnh tự nhiên. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, giúp giám sát miễn dịch những chất đi qua ruột, trung hòa bất kỳ chất gây hại mà thấy trên đường vào cơ thể. Tế bào miễn dịch trong ruột tương tác với hệ vi khuẩn ruột và trực tiếp tác động bởi chế độ ăn và lối sống của cá thể. Những hệ vi khuẩn này sẽ khỏe và hỗ trợ miễn dịch mạnh khỏe khi chúng ta có một chế độ ăn khỏe mạnh, cân đối và đa dạng. Chính vì vậy, việc chăm sóc
hệ tiêu hóa có vai trò quan trọng nhằm nâng cao sức đề kháng của con người, giúp phòng tránh bệnh tật hiệu quả. Trong đó, cần chủ động và duy trì đều đặn hàng ngày, thông qua chế độ ăn uống cân đối, lành mạnh, đa dạng thực phẩm, đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng là bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Trung bình 4 giây có một người chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Thông tin này được Bộ Y tế đưa ra tại hội thảo triển khai thông tư số 11 năm 2023 của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc tổ chức ngày 29 tháng 5. Hội nghị kết nối từ điểm cầu Hà Nội đến nhiều điểm cầu trên cả nước. Tại hội nghị, 13 địa điểm cấm hút thuốc lá cũng đã được công bố. Theo đó, sẽ có 13 địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn theo quy định mới nhất của Bộ Y tế. Đó là cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng, vui chơi giải trí dành riêng cho trẻ em, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao theo danh mục ban hành, nơi làm việc trong nhà của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập doanh nghiệp, khu vực trong nhà của các địa điểm công cộng như nhà ga, bến tàu, bến xe ô tô, máy bay, tàu điện, cơ sở dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại, chợ, nhà hát, rạp chiếu phim, nhà thi đấu thể thao, sân vận động và một vài khu vực trong nhà có khu dành riêng cho người có hút thuốc như phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa, khách sạn, nhà nghỉ và quán bar. Thống kê cho thấy, mỗi ngày có xấp xỉ gần 21.000 người tử vong do khói thuốc lá. Đây cũng là yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng nặng mức độ nghiêm trọng của bệnh. Đặc biệt là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch. Và ước tính tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 60.000 ca ung thư có liên quan đến khói thuốc lá. Bộ Y tế cũng vừa phát thông báo chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2023 cho trẻ em bắt đầu từ ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đồng thời cũng là ngày vi chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, hiện các trạm y tế ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được phân bổ vitamin A, khiến hàng triệu trẻ nhỏ có nguy cơ phải chờ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản gửi Viện Dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình nhưng vẫn đang chờ ý kiến phản hồi. Đối với các đơn vị còn vitamin A liều cao, đơn vị này đã đề nghị bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi mắc các bệnh có nguy cơ cao thiếu vitamin A như sởi, tiêu chảy kéo dài, viêm hô hấp cấp, suy dinh dưỡng nặng. Khác với trước đây, nguồn vitamin A sẽ được các tổ chức nước ngoài viện trợ. Từ năm nay, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm vitamin A từ nguồn kinh phí của địa phương hoặc từ nguồn của các chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ cho địa phương. Tuy nhiên, thời điểm này, chỉ có 3 thuốc vitamin A liều cao có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam. Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở nhập khẩu thuốc tăng cường nghiên cứu, sản xuất, tìm nguồn cung ứng và nhập khẩu thuốc vitamin A nói chung và vitamin A liều cao để cung ứng cho chương trình y tế.